Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ. Và sau đây là phần mở đầu điểm tin Việt Nam. Tin liên quan đến 3 người Việt Nam bị khởi tố tội ăn cắp ở Nhật Bản. Nhật Bản vào ngày 1 tháng 2 tiến hành khởi tố 3 người mang quốc tịch Việt Nam về tội ăn cắp. 3 người này bao gồm Lê Anh Ngọc 22 tuổi, Vi Tuấn Lưu 24 tuổi và Nguyễn Anh Tuấn 25 tuổi. Hai trong số 3 người là du học sinh tại Nhật. Theo cáo trạng, 3 người này đã thực hiện hơn 100 vụ ăn cắp tại các tỉnh Ibaraki, Kyoto và Nara và bị bắt vào ngày 21 tháng 1 khi đang đột nhập vào một căn nhà tại thành phố Ryugasaki, tỉnh Ibaraki, lấy đi nhiều đồ vật quý giá như túi xách hàng hiệu, trang sức với tổng giá trị 6.200 Mỹ Kim. Số liệu của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho thấy, tính đến năm 2016, số vụ phạm tội do người Việt Nam gây ra đã cao gấp đôi trong 10 năm qua, trong đó nhiều vụ liên quan đến du học sinh. Ngoài đối tượng này, trước đây từng có những phi công, tiếp viên hãng hàng không Việt Nam bị cơ quan chức năng Nhật Bản cáo buộc tham gia chuyển hàng ăn cắp hay tình trạng nhân viên sứ quán Việt Nam tại xứ Phù Tang cục nhũng nhiễu và bị than phiền, thưa quý vị. Tin liên quan đến bác sĩ Hồ Hải bị án tù. Bác sĩ Hồ Hải, chủ tài khoản Facebook Hồ Hải và trang blog Bác sĩ Hồ Hải với những bài viết nêu ra những mặt trái của chính phủ Hà Nội vừa bị tòa thành phố Sài Gòn đưa ra xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 1 tháng 2 và tuyên án 4 năm tù và 2 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Phiên xử diễn ra một cách âm thầm, hầu như không một nhà hoạt động nào biết tin về phiên tòa diễn ra trong ngày 1 tháng 2. Theo tin báo Pháp Luật Sài Gòn loan tin thì kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra nói rằng bác sĩ Hồ Hải lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng đang và sắp diễn ra trong nước đã soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, vu khống lãnh đạo, kêu gọi tẩy chay bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo đó thì tổng cộng bác sĩ Hồ Hải đã có 36 bài vi phạm quy định của nghị định của chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Bác sĩ Hồ Hải, 52 tuổi, trước kia là một bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn, sau đó bị sa thải. Từ năm 2004, bác sĩ Hồ Hải mở phòng khám đa khoa tư nhân, khám chữa bệnh cho đến ngày bị bắt. Được biết, bác sĩ Hồ Hải cũng là chủ tịch kiêm người sáng lập Quỹ Khuyến học Tây Du. Ông là chủ nhân của trang blog Bác sĩ Hồ Hải và trang Facebook có cùng tên, đăng tải các thông tin về khuyến học, bảo vệ môi trường, v.v. Ông bị bắt vào chiều ngày 2 tháng 11 năm 2016. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Sài Gòn phối hợp với Công an quận Thủ Đức bắt ông với cáo buộc tán phát thông tin, tài liệu chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet. Kể từ khi ông bị bắt đến khi ra tòa là hơn một năm, tuy nhiên có rất ít thông tin về ông Hải do vị bác sĩ này hoạt động viết blog một mình, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam và phần tin tức của Đài truyền hình Việt Mỹ chúng tôi hôm nay đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày thật là an lành và hạnh phúc.